Nó không có đau đớn nhưng mà nó mỏi, không mà nó mỏi mỏi lên rồi cầm chút xíu muốn rụng cánh tay rồi. Trời trời mỏng quá, là nhiên cây. Làm lầm rồi. Sao không lấy chỗ mỏng cho tôi? Ôi mỏng rồi em thấy cái chỗ xấu quá mà bả bỏ cho em chứ. Em lấy xong rồi em nhìn nó không xấu quá. Nó thưa thưa thưa. Nó thưa hơn này dữ cái. Nó thưa tôi chịu thưa. Đáp tôi chịu thưa. Thôi rắc này đi. À, chưa chịu thưa người ta quét kệ nó à. Tại vì tôi mua một năm mấy đợt lận chứ không phải quét hoài. Quét cái bắt đầu nó vừa ấy ấy là tôi bỏ, tôi mua cái mới rồi chứ đâu phải mình hà tiện đâu mà quét nó nặng quá không có cầm nổi. Nó nặng ì nặng ịch à. Thấy mỏng tôi gọi tôi lấy cái máy cày không mà đi bán rồi bốn cái chỗ mỏng thì đem kiếm con kia bán giùm nó hay mà nó không bán nó bán cái chỗ mỏng rồi bán cho tôi không ai chịu lấy ai đi đà phật chưa nhiều người ta chơi đã ngoài cần tôi nói tôi lỗi lấy bốn cây em vô bán tôi bán người khác không được thì bán tôi. Cái này là vừa xài là cái gì sáng mà cũng khó lắm mà phải lựa được ba bốn cây không có khó thì dễ ẹt à. Không có tại vì nó chịu mỏng chứ không có là khó gì hết á. Cái tay của mình nó mỏi rồi quét rồi cái nó cái ông lựa nè nó mỏng lép tôi mới chịu này vậy không có khó. Ở đây á nói chị dòng chổi mình quét tới đây nó cùng thì là bỏ được rồi chứ đâu mà quét mà tới lên trên tới trên nụ ở trên này đâu. Rồi chứ gọi em lấy chục 20 cây kia cái bà đó bó mỏng cái em đi bán hoài bán được em mấy cái vốn à, bà đợi chừng đi chị đợi 6 tháng là tôi chạy bà chạy vô đây rồi kiếm tôi chạy cho hết rồi đây quay rồi tôi muốn mua nữa chứ là chổi gì chổi cộng dừa biết làm sao ba cây là 75.000 đó không 105 chứ 105 bà thối 105 bà thối thì 95 hả ừ cái nó không giàu đâu. Giàu luôn chứ. Tôi lấy về cái đem giao cho chị. Đúng rồi, giao cho chị.